Kính chào quý vị và các bạn đang xem chương trình An toàn giao thông. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận và Ban An toàn giao thông Bình Thuận phối hợp thực hiện. Chương trình kỳ này có một số nội dung đáng chú ý sau: nâng mức hỗ trợ tai nạn giao thông, phóng sự nhiều mô tô xe máy vi phạm tốc độ trên tuyến quốc lộ 1A. Phần cuối chương trình là nội dung những lỗi vi phạm mà người điều khiển mô tô xe máy cần biết. Sau đây là nội dung chi tiết. Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã mở rộng đối tượng và nâng mức chi hỗ trợ nhân đạo từ quỹ bảo hiểm xe cơ giới. Theo đó, trong các trường hợp không xác định được xe gây tai nạn, xe không tham gia bảo hiểm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, trừ hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc của người bị thiệt hại, thì mức hỗ trợ nhân đạo là 30% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định một người một vụ đối với trường hợp tử vong, 10% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định một người một vụ đối với các trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu. Theo đó, quy trình thủ tục và hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo như sau: người bị thiệt hại hoặc người thừa kế hoặc đại diện của người bị thiệt hại liên hệ với quỹ bảo hiểm xe cơ giới để được hướng dẫn. Trong vòng một ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đề nghị của người bị thiệt hại, quỹ bảo hiểm xe cơ giới có trách nhiệm hướng dẫn hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo theo quy định. Trong vòng 2 ngày làm việc, sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, quỹ bảo hiểm xe cơ giới có trách nhiệm thanh toán cho người bị thiệt hại. Trường hợp từ chối chi hỗ trợ nhân đạo, quỹ bảo hiểm xe cơ giới có văn bản giải thích rõ lý do. Càng về những ngày cuối năm, các loại phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A đông hơn. Do tâm lý nôn nóng trong công việc, nhiều người điều khiển phương tiện đã vi phạm các lỗi như tốc độ, chạy sai làn đường. Đây là nguyên nhân dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Nhìn những hình ảnh này, ai cũng nghĩ rằng người điều khiển phương tiện đang trên đường về quê đón Tết. Do di chuyển trên quãng đường xa, họ dừng lại nghỉ ngơi để lấy sức cho cuộc hành trình phía trước. Nhưng không, họ đang né lực lượng cảnh sát giao thông đang chốt chặn phía trước. Những hình ảnh trên thường xuyên diễn ra trên các tuyến đường, chứ không riêng trên tuyến quốc lộ 1A. Để tránh cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra giấy tờ hoặc một số lỗi vi phạm khác, người điều khiển mô tô xe máy cứ đứng chờ như thế này. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc người điều khiển mô tô xe máy có thể tự phát hiện có nhiều vi phạm. Phòng cảnh sát giao thông đã tổ chức lãnh đạo chỉ đạo cho lực lượng, huy động lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tổng kiểm tra các loại phương tiện, trong đó tập trung vào cái mô tô xe máy. Người điều khiển mô tô xe máy các cái hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, vân vân. Thực hiện tuần tra kiểm soát trên các cái điểm đấy có nguy cơ thường xảy ra tai nạn giao thông cao, ví dụ như cái vị trí như chúng ta đang thực hiện đây, đây là một cái điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông xảy ra rất là cao. Do đó thì huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện xử lý, thì trong đó tập trung ba cái các hành vi như điều khiển mô tô xe máy chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, đồng thời huy động và trang bị các cái phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ như camera giám sát, máy đo tốc độ cầm tay và các cái trang thiết bị như máy đo nồng độ cồn vân vân để thực hiện các cái nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát, qua đó kịp thời phát hiện xử lý các cái phương tiện mô tô xe máy thay đổi các cái trạng thái nhằm của các đối tượng thanh thiếu niên, nhằm để là tụ tập phóng nhanh, vượt ẩu hoặc là có biểu hiện là đua xe trái phép. Thực hiện chuyên đề về tổng kiểm tra phương tiện mô tô xe máy trước, trong và sau Tết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Thuận đã huy động tối đa cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1A. Nhiệm vụ của lực lượng chức năng là điều tiết, kiểm tra, nhắc nhở và xử lý mô tô xe máy vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, không đội mũ bảo hiểm. Cũng trong dịp ra quân tổng kiểm tra phương tiện mô tô xe máy, lực lượng cảnh sát giao thông còn đặc biệt quan tâm đến người điều khiển mô tô là thanh thiếu niên sử dụng xe độ tự chế, chạy quá tốc độ hoặc có biểu hiện tụ tập đua xe trái phép.
Có một số trường hợp là thanh thiếu niên tự ý thay đổi kết cấu xe. Đơn cử như trường hợp sau, em Phạm Quốc Đạt, ngụ thị xã La Di, điều khiển xe mô tô lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Hàm Đức, được cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ và nhắc nhở việc sử dụng bô, thiết bị trợ lực không đúng theo quy định của nhà sản xuất. Như vậy thì khi mà mua xe này, Nguyên Thủy có nói là em có chỉnh sửa thêm gì không? Dạ, em có gắn thêm một cây trợ lực với lại một cái bô. Lý do với lại gì? Là em gắn để em đi xa cho cái cổ xe nó cứng á anh. Dạ. Nhưng mà khi mà mình gắn thêm vậy thì mình có biết là có vi phạm không? Dạ không. Sao không biết? Em nghĩ là mình gắn cho cái cổ nó cứng thôi chứ em cũng không có nghĩ tới có vi phạm hay không. Còn bánh thì xe nói chung là xe zin hết. Máy móc em không có làm gì hết. Mình chỉnh sửa tại mấy cái chỗ mà sơn sửa xe ở địa phương mình hay là ở địa phương khác? Dạ, ở địa phương của em. Dạ, mình làm vậy là mình những điểm sửa xe họ làm theo yêu cầu mình luôn phải không? Dạ. Trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn đi qua xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc dài 9 km. Trên tuyến đường này có một số đoạn rất nguy hiểm như ngã ba Hàm Đức hoặc đoạn trước Ủy ban nhân dân xã. Do đây là tuyến quốc lộ nên các loại phương tiện thường chạy quá tốc độ cho phép nên dễ xảy ra tai nạn giao thông. Đặc biệt là trường hợp các thanh thiếu niên từ địa bàn giáp ranh tụ tập tổ chức chạy tốc độ cao, nhất là vào ban đêm, gây tâm lý bất an cho người dân sống ven tuyến đường này. Nói chung là cái khu vực ở Ủy ban xã Hàm Đức này là hay có một nhóm đối tượng thanh thiếu niên hay có biểu tượng như đua xe, xe ba, chạy mấy xe mà bô chế độ, bô đồ đó. Nó hay gây mất trật tự an toàn giao thông, cho nên hay tai nạn ở khu Ủy ban. Như vậy điều đó ảnh hưởng đến người dân? Rất ảnh hưởng. Nhiều khi nửa đêm ngủ không nổi. Nói chung là nửa đêm á là nghe cái tiếng bô là giật mình. Tôi cũng mong các ban ngành công an cũng điều phá những nhóm đối tượng này cho dân ổn định cuộc sống. Ở địa bàn xã Hàm Đức thì quốc lộ 1 là kéo dài 9 cây số. Có nhiều cái tuyến đường đó là giải phân cách, là tuyến đường là lối ngang, lối mở. Nên cái việc tai nạn giao thông là xảy ra hàng năm là rất lớn. Trước cái tình hình đó thì Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền luật giao thông đến cho từng cái hộ gia đình. Năm nay tuyên truyền là 10 đợt nên người dân cũng đã là hiểu được cái luật giao thông. Và quá trình thực hiện thì năm nay cái tai nạn giao thông giảm. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, trong năm qua, xã Hàm Đức đã chỉ đạo các hội đoàn thể lồng ghép tuyên truyền luật giao thông đường bộ trong các buổi sinh hoạt cán bộ hội viên, phối hợp cùng ban điều hành thôn nhắc nhở người dân và con em trong gia đình không vi phạm giao thông. Nói chung là tình hình giao thông của Hàm Đức có tuyến quốc lộ 1A đi qua, thì cơ bản là nói chung là mọi người đều chấp hành tốt. Có một số ít như anh em đặt vấn đề đó, thì cũng có một số ít, nhất là thanh thiếu niên là thường là ở vào cái ban đêm á, thì thường là chạy ở cái tốc độ rất là cao, rồi nẹt bô, cho nên cũng gây những cái phiền phức cho một số ít bà con ở xóm làng, nhất là ở khu dân cư. Còn những trường hợp khác á, thì nói chung là bà con cũng thực hiện tốt cái trách nhiệm của mình, nhất là khi tham gia giao thông thì cũng thực hiện là đậu bảo hiểm và chạy đúng theo cái tốc độ quy định của nhà nước. Để mà có giải pháp giảm cái tai nạn giao thông thì ngay từ đầu năm mà chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán này thì ban nhân xã cũng đã phối hợp với các đoàn thể tiếp tục vận động nhân dân để thực hiện cái luật giao thông, và đồng thời mời gọi hỏi răn đe những đối tượng thanh thiếu niên có là chạy xe lạng lách để làm cam kết cam đoan để nó đảm bảo trật tự an ninh trong cái dịp Tết này. Vào những ngày giáp Tết, nhu cầu đi lại tăng cao, lượng phương tiện đông. Để chấp hành đúng luật giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện hãy đi đúng làn đường và chú ý biển báo để đảm bảo đúng tốc độ cho phép. Bởi việc phóng nhanh vượt ẩu đi quá tốc độ quy định không chỉ khiến cho chúng ta bị lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra phạt nguội, mà còn gây nguy hiểm cho mình và các phương tiện khác cùng lưu thông. Cái lưu lượng phương tiện của người dân ở các thành phố lớn về quê ăn Tết rất là đông, trong đó Bình Thuận cũng là một cái địa phương có cái tỷ lệ là cái phương tiện mô tô xe máy trở về quê ăn Tết rất là đông, ảnh hưởng đến cái tình hình chung về an ninh trật tự tại địa phương. Thì do đó đối với cái lực cảnh sát giao thông chúng tôi thì mong cán bộ nhân dân
và người lao động ở các nơi và nhân dân địa phương, thì khi lưu thông trên các tuyến đường của Bình Thuận, tập trung chú ý vào các quy định về phần đường, làn đường, đường ngược chiều và tốc độ nhằm hạn chế cái tình hình tai nạn giao thông có thể xảy ra, đem đến cho cái sự sức khỏe, hạnh phúc cho mình và cho người khác, không để cái tình hình an ninh trật tự phức tạp diễn ra trên địa bàn. Theo phong tục của người Việt Nam, những ngày cuối năm thường tổ chức các lễ cúng họp mặt trong gia đình và thường mời nhau một vài ly bia rượu. Tuy vậy, việc sử dụng rượu bia quá đà là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông. Vì vậy, để đảm bảo an toàn tính mạng cho mình và người xung quanh, mọi người hãy nhớ và thực hiện nghiêm, đã sử dụng rượu bia thì không được lái xe. Nghị định 123/2021 NĐ-CP mới có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, có những quy định xử phạt nghiêm khắc nhiều hành vi và lỗi vi phạm của người điều khiển xe máy. Theo đó, nhiều quy định trong Nghị định 123 đã tăng mức xử phạt các lỗi vi phạm đối với người lái xe máy nhằm mục đích tăng cường sự răn đe và đảm bảo tuân thủ an toàn giao thông được hiệu quả hơn. Cụ thể, người nào được chở trên xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy, xe đạp máy, kể cả xe đạp điện, sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng nếu thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: bám, kéo, đẩy xe khác, vật khác, dẫn dắt súc vật, mang vác vật công kênh, đứng trên yên, giá, đều hàng hoặc ngồi trên tay lái, không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy, không cày quay đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với cá nhân, từ 1.600.000 đồng đến 2 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô không thực hiện đúng quy định về biển số. Đối với người điều khiển mô tô có dung tích xy lanh từ 50 phân khối trở lên mà có độ tuổi từ 16 đến dưới 18 tuổi, sẽ bị phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Đáng chú ý, Nghị định 123 quy định xử phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng với người điều khiển mô tô hai bánh có dung tích xy lanh dưới 175 phân khối và các loại xe tương tự xe mô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau: không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy phép lái xe bị tẩy xóa; có giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước về giao thông đường bộ năm 1968 cấp, trừ giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp nhưng không mang theo giấy phép lái xe quốc gia; sử dụng giấy phép lái xe không hợp lệ, giấy phép lái xe có số phôi ghi ở mặt sau không trùng với số phôi được cấp mới nhất trong hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục An toàn giao thông do Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.